sàn gỗ có những thang đo AC nào? Để đánh giá chất lượng của một tấm ván sàn thì phụ thuộc vào rất nhiều thông số kỹ thuật. Trong đó thì mọi người thường quan tâm nhiều nhất đến chỉ số AC được in trên bao bì của sản phẩm như này. Vậy chỉ số AC này là gì? Hãy cùng Hồng Thơm tìm hiểu ngay sau đây nhé! AC là viết tắt của Origin Criteria, là một tiêu chuẩn đo lường khả năng chống mài mòn ở ván sàn gỗ công nghiệp. Và phương pháp để đo lường được chỉ số này là chúng ta sử dụng con quay ma sát trên bề mặt tấm ván sàn, sau đó đo lường số vòng quay để xác định được khả năng chống mài mòn, chống trầy xước và độ cứng của bề mặt ván sàn. Thang đo thông thường của AC sẽ dao động từ mức AC 1 đến AC 5, và không phải mức AC càng cao thì chất lượng sàn gỗ càng tốt, mà nó phụ thuộc vào công trình của mình sử dụng là gì. Nếu anh chị mà sử dụng ván sàn có mức chỉ số AC không phù hợp thì điều này vừa gây lãng phí này mà vừa không tận dụng được hết công năng mà nó mang lại. Mức AC 1 và AC 2 thì đây là hai mức có chỉ số chống mài mòn rất là thấp, do vậy mà chỉ sử dụng tại những cái khu vực mà có mật độ đi lại rất thấp hay những cái nơi mà cần tạo điểm nhấn cho không gian. Từ mức AC 3 trở lên thì khuyến khích cho rất là nhiều công trình, từ công trình nhà ở dân dụng cho đến những công trình công cộng. Và ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt thì sàn gỗ còn được thiết kế bề mặt cao cấp ở mức chỉ số AC 6, và mức này phù hợp cho mọi công trình mà đòi hỏi về chất lượng này, mật độ đi lại rất là cao, khả năng chịu ma sát liên tục và chịu sức nặng lớn. Như vậy thì đến đây anh chị mình đã có thể lựa chọn được loại sàn với mức AC phù hợp cho công trình của mình rồi, đúng không ạ? Và để đo được những cái chỉ số này thì sẽ cần một máy hỗ trợ được gọi là máy test AC như bên cạnh Hồng Thơm đây. Và mỗi một chỉ số AC sẽ có cái mức tiêu chuẩn đo lường khác nhau. Và trong video sau thì Hồng Thơm sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho mình nhé. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Hobby Việt Nam để không bỏ sót bất kỳ thông tin hữu ích nào từ Hobby nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.